mọi người đều biết thì cái trận chiến Hoàng Sa xảy ra khi thời gian mà nước Việt Nam mình còn phân chia hai miền Nam Bắc, nhưng mà là trận chiến duy nhất mà hai bên không chĩa súng vào nhau mà đã chĩa súng vào kẻ thù. Mình tên là Nguyễn Thị Thanh Thảo, con gái của Hải quân thiếu tá Nguyễn Thành Trí, hạm phó hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10. Nói thẳng ra là dù lịch sử nước nhà có sang một trang mới thì mỗi người đánh giá về khía cạnh của trận chiến Hoàng Sa đó, mỗi người nói một cách khác. Từ hiện tại cho tới quá khứ, mỗi người nói một kiểu, nhưng mà đối với mình và gia đình mình, chị em mình thì ba mình vẫn anh hùng. Là tại vì mẹ mình đã dạy như vậy, và tư liệu sách vở mà bà còn lưu giữ về ba mình thì chị em mình coi và cảm thấy đó là một điều hãnh diện. Thì năm đó là cận Tết thì ba có nói với mẹ mình, lúc đó là thôi Tết năm nay thì ba không ở Sài Gòn được, cho nên ba đưa mẹ với mình ra ngoài Nha Trang, là quê ngoại là ở Nha Trang. Thành nói thôi về ngoại ăn Tết đi, rồi sau khi tuần xong á thì ba mình sẽ ghé cảng Cam Ranh, sẽ ghé Nha Trang. Ngày 16 tháng 1 năm 1974, tàu Hải quân 16 của Việt Nam Cộng Hòa phát hiện ra tàu Hải quân Trung Quốc xuất hiện tại cụm lưỡi liềm thuộc quần đảo Hoàng Sa cùng số lượng người và cờ Trung Quốc. Những ngày tiếp theo, cả hai bên tăng cường tàu chiến và đẩy mạnh hoạt động quân sự đến Hoàng Sa nhằm khẳng định chủ quyền. Tới ngày 19 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc đã đưa ra 4 tàu hải quân khá nhỏ. Phía Việt Nam Cộng Hòa triển khai các tàu chiến được cho là vượt trội. Các tàu của Việt Nam Cộng Hòa dù lớn hơn, có hỏa lực được cho là vượt trội, nhưng không chiếm được lợi thế trước Trung Quốc. Trong cuộc giao tranh ngắn ngủi, tàu HQ-10 bị Trung Quốc đánh chìm. Tàu HQ-16 cũng bị thiệt hại nặng nhưng vẫn quay đầu về được Đà Nẵng. Hai tàu Hải quân số 4 và số 5 cũng lần lượt rút về Đà Nẵng. Ngày 20 tháng 1 năm 1974, sau khi đã loại khỏi vòng chiến đấu tất cả các tàu của Việt Nam Cộng Hòa, Trung Quốc đưa quân đổ bộ chiếm các đảo còn lại tại Hoàng Sa. Về phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa có 74 binh sĩ tử trận, 28 người bị thương và 48 người bị bắt làm tù binh. Hình như là mẹ nói là hình như tới tối mà đêm giao thừa, Sài Gòn lúc đó nó có cái đài Dạ Lan của quân đội vào phát thanh vào ban đêm, thì mẹ mình mở cái radio đó, nhỏ, để thứ nhất là để nghe hát nhạc rồi cho mình dễ ngủ. Thì có cái lời nhắn của bà nội mình là Thanh, con đưa bé Thảo trở vào Sài Gòn gấp. Mình nghe cái đài nhắn như vậy, nhưng mà rốt cuộc thì bà cũng không hiểu, tại vì như mẹ mình nói là từ nào giờ cũng đâu bao giờ nghe trận chiến mà xảy ra với hải quân, thì bà nghĩ như bộ binh rồi thì có khả năng mình nhận cái tin báo tử hay gì đó, còn cái chuyện này là bà cũng không biết là gì. Thì ngày mùng 1 thì hình như lại không có xe đò để đi vào, cho nên mùng 2 mới đi vô. Thì khi mà bà vô tới thì phòng khách bà nội mình đã đặt bàn thờ đó, thì bà nội mình đã thấy bàn thờ ba mình, là mình mẹ mình đã xỉu ngay cửa rồi. Thì mình chỉ biết là cái lễ truy điệu tổ chức khá là long trọng, đông người lắm. Thì mình chỉ cảm thấy sao hôm nay đó thì nhà mình quá đông đó, thì mình cũng không biết là tại sao, chỉ vậy thôi đó. Thì đây là mẹ mình, bà khóc. Thì mình là một đứa bé nó nhỏ lắm, mình cũng không hiểu tại sao mấy cô đồ cũng khóc. Lúc này là làm tại nhà bà nội mình ở đường Bà Triệu, quận 5. Phía trước này là trại lính Trường Tinh, đó là bộ tư lệnh, đúng không nào? Đó, và người tới tham dự cái buổi mà coi như là làm lễ gắn huy chương vinh thăng cho ba mình lên thiếu tá là ông Diệp Quang Thủy, ông này. Mẹ mình nói tàu lúc đó là tàu tuần, ba mình là chiếc gọi là chiếc hộ tống hạm, có nghĩa là không phải là tàu tham chiến, cho nên đi tuần ở ngoài khu vực miền Trung. Thì năm đó là cận Tết, thì lúc mà ghé cảng Đà Nẵng á, ghé cảng ở Đà Nẵng á, thì hình như được lệnh thăm chiến. Thì nó ba có viết cái, mình kêu là một cái thư, thì nhưng mà ở trước là nó chụp cái hình để cho các sĩ quan hay của quân đội người ta viết vào cái bưu thiếp á, dạng vậy để cho gia đình. Ngày 13 tháng 1 năm 1974, Đà Nẵng.
Thì thư này khi mà sau khi ba mất, thư này mới về tới Sài Gòn. Nhưng mà có điều nội dung ở sau thì có điều không được quyền xem. Tại vì đó là cái thư riêng của ba viết cho mẹ. Còn cái hình, còn cái thư này là gia đình có được sau khi ba mất, cũng hình như nghe mẹ nói là mất sau cũng một tháng mấy, hai tháng thì mới nhận được cái này. Thì người ta tường thuật lại cái những giờ phút sau cuộc của ba mình, gần như là nhật ký của trận chiến hôm đó cho tới khi mà mất. Đi lại là ngày 20 tháng 1 đến 4, 8 giờ thì bỏ xác đại vị trí cách Hoàng Sa khoảng 2 hải lý. Mọi người đều biết thì cái trận chiến Hoàng Sa xảy ra khi thời gian mà nước Việt Nam mình còn phân chia hai miền Nam Bắc, nhưng mà là trận chiến duy nhất mà hai bên không chĩa súng vào nhau mà đã chĩa súng vào kẻ thù. Ồ, nhưng mà rất tiếc thì lịch sử đã sang một trang mới, cho nên có nhiều người nhìn nhận cái trận chiến nó khác. Thế là người ta cho rằng là nếu bây giờ vinh danh những người đó chẳng khác nào mình vinh danh lực lượng Việt Nam Cộng Hòa, một cái lực lượng đã cũ đã qua. Cho nên đương nhiên là sẽ có một số người ta không đồng ý. Thì cái điều đó cũng dễ hiểu thôi, bên chiến thắng mà ha, bao giờ cũng vậy. Với thứ hai là trận chiến đó một số người họ nhìn nhận là mình thua cuộc chứ không phải là mình thắng, tức là mình không chiếm được đảo thì việc gì mình phải vinh danh. Thì cái đó là suy nghĩ của tất cả mọi người. Nhưng mà trong cuộc chiến tranh mà bao giờ cũng có thắng có thua, đâu phải chúng ta cứ thắng hoài được đâu. Thì lúc này lúc khác, nhưng mà ít nhất mình tôn vinh, mình mong muốn có sự tôn vinh ba mình hay tất cả những người đã hy sinh trong trận chiến đó, là để cho thế hệ con cháu sau này, những các bạn mà sinh những năm 2000 trở đi, các bạn hiểu rồi và biết rằng Hoàng Sa nó là quần đảo thuộc Việt Nam. Thí dụ sao 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 nữa, các bạn sẽ hỏi, thí nhiều khi hỏi Hoàng Sa, ủa Hoàng Sa là ở chỗ nào, nó nằm ở quận 3 phải không, đó là các bạn đặt tên đường, nhà nước mình đặt tên đường, thì lúc đó mình sẽ nói như thế nào, lý giải như thế nào, tại sao lại có cái chữ đặt tên đường Hoàng Sa, cái Hoàng Sa nó như thế nào, hay là vô tình chỉ đặt giống như Hoa Lan, Hoa Huệ. Thí dụ như vậy, cho nên mình mong muốn là để mọi người thế hệ con cháu sau này biết rằng Hoàng Sa là quần đảo của nước Việt Nam.